đấu giá số 2 của nhà đấu giá chọn Auction House. Với thành công của phiên đấu giá đầu tiên, với tổng giá trị toàn phiên lên đến 64.000 đô, thì ngày hôm nay một kỷ lục mới đã được thành lập. Với tác phẩm Cô gái thỏ, tác giả Nguyễn Phan Bách đã cán mức 25.000 đô. Đây là một tín hiệu vô cùng đáng mừng đối với các họa sĩ Việt Nam đương đại. $2,100 đô anh Peter Ryder đã đấu lại anh Christoph. Wow, Mr. Chris. 3.300, 3.700 rồi, 4.500, 5.300 rồi. Yes. 6.800 đô. Now we see the very 7.800. Wow. 7.800. Offering 7.000. Hôm nay là phiên đấu giá thứ hai của nhà đấu giá chọn. Tôi rất là hạnh phúc. 15 tác phẩm đem ra giới thiệu với công chúng đã đều được trao quyền sở hữu cho những người yêu thích. Có những bức bán với giá sàn và có những bức bán giá rất là cao, trong đó một bức đã ghi kỷ lục của nhà đấu giá chọn với giá khởi điểm 900 đô và đã đấu lên là đến 25.000 đô. Một quý ông mới đã xuất hiện, hai ngồi cạnh nhau và đấu với nhau ngay lập tức. 9.100. Xong, 9.800 đô, cuộc chơi bắt đầu bán rồi. Đã đạt đến mức là mỗi một bước giá là 1.000 đô, bây giờ nó rất là nhanh. Anh vừa giả xong 16.000 rồi, có ai trả lại 17.000 không? 17.200 đô. 25.000. The reason why I was very passionate and wanted to buy the painting was because it captured the essence of what our brand is about, and the fact that our brand is now in Vietnam. I was quite excited to see a piece of art that basically brought the two worlds together, the American sort of way of life, which is about freedom and what Playboy stands for, and the way that you know, the brand represents itself, which is freedom of speech. And I thought that I was quite excited that Vietnamese artist was able to capture that in the painting. Công việc của nhà đấu giá cũng là việc đi tìm những tác phẩm đưa ra ánh sáng. Quý vật thì tìm quý nhân, hôm nay rất là hạnh phúc. Tác phẩm đó đã tìm được người chủ đích thực. Tôi trong tương lai là sẽ cố gắng tổ chức đều đặn khoảng 2 tháng đến 2 tháng rưỡi một phiên. Như vậy là một năm có khoảng tầm 5 phiên và sẽ cố gắng tổ chức mỗi ngày một tốt hơn, bài bản hơn, chuyên nghiệp hơn và cố gắng là thực sự là công khai và minh bạch. Mặc dù có thể là cái trị giá nó chưa lớn nhưng mà đem đến những cái tài sản với giá trị thực cũng như là cái giá trị theo thị trường thực đến với công chúng, những người yêu nghệ thuật.